Appreciar, động từ là đánh giá cao. Appreciar. Cacicazgo, thủ lĩnh, tù trưởng. Cacicazgo. La Ceramica, vật liệu là gốm sứ. La Ceramica. La Clausula là mệnh đề, điều khoản. La Clausula. Chẳng hạn như mình có cụm từ là La Clausula Penal, có nghĩa là điều khoản phạt. Cái chữ Penal này có nghĩa là tính từ thuộc về hình phạt, thuộc về phạt. La Clausula Penal, điều khoản phạt. Coadyuvante, có tính năng hỗ trợ, có tính năng bổ trợ. Coadyuvante. Chẳng hạn như là DC, người ta viết tắt chữ DC, đó chính là Después de Cristo. Después là sau, de Cristo là Chúa, có nghĩa là sau công nguyên. Người ta quy định rằng là cái năm mà Chúa ra đời là cái năm số 0. Những cái năm mà trước cái ngày Chúa ra đời thì đó là những năm trước công nguyên. Còn những năm mà phía sau ngày Chúa ra đời thì đó là những năm sau công nguyên. Như năm của mình hiện thời là năm 2020 sau công nguyên. Còn AC sẽ là viết tắt của chữ Antes de Cristo, có nghĩa là trước công nguyên. Antes là trước, trước công nguyên, có nghĩa là những cái năm mà trước khi Chúa giáng sinh, trước khi Chúa ra đời. El Fiscal, la Fiscal, công tố viên. Giống đực giống cái gì cũng là Fiscal hết ha. El Fiscal, la Fiscal. La Jerarquía, hệ thống phân cấp, hệ thống cấp bậc. La Jerarquía. Acaecer, động từ là xảy ra. Acaecer.